tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị đừng đi sát quá, quý vị đừng có đứng sát quá. Xin quý vị cố gắng giữ cho có khoảng cách để cho bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Xin quý vị đừng đứng gần quá. Giúp em nha, đứng sát lại. Cho hợp tâm. Đây, cho hợp tâm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta xin mời nghệ sĩ Đức Tiến tiếp nối ạ. Những người không cùng tôn giáo với chúng tôi hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay để cầu nguyện cho anh Du Xe Nguyễn Chí Tài. Và trước khi thánh lễ chúng ta được tiếp tục, tôi xin nhắc và xin tất cả mọi người chúng ta đeo khẩu trang, che cái mũi và cái miệng của mình. Và để tôn trọng gia đình, xin chúng ta cũng đừng có chạy tới chạy lui chụp hình cũng như là quay phim. Nếu mà nhiều người live stream quá thì cái internet, cái wifi nó bị nhiễu và hình ảnh nó không được đẹp. Cho nên tôi xin quý vị đã thương anh Chí Tài thì thương đến cùng, chúng ta hy sinh và chúng ta hãy cùng nhau để hiệp dâng cái thánh lễ này để xin Chúa thứ tha và đón nhận anh vào nước thiên đàng. Cảm ơn cha thương đã có lời đón chào thân mật và giới thiệu các cha trong thế không ngờ quý vị. Có chí là hôm nay những cái vai mà anh được trao cho, những cái bài hát mà anh được trao cho để hòa âm hoặc là để đánh đời cho ca sĩ hát, dễ thương có cái chí dễ mến thì mình mới đánh được cái người đã chia sẻ tài năng diễn đạo của mình. Cái bài hát đã đem đến bao nụ cười cho nhiều khán giả hâm mộ anh, và đặc biệt là một người chồng luôn luôn trung thành, yêu thương vợ của mình. Và chúng ta tụ họp nơi đây thương nhớ, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Chúng ta cầu nguyện qua công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô sắp thể hiện trên bàn thờ này trong thánh lễ chúng ta sắp tham dự, và qua công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô Chú Ba Ngôi, Mẹ La Vang và các thánh từ đạo Việt Nam của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là một vòng trái Chúa đất kết thúc cơn cuộc sống hiện tại để mở đường dẫn vào cõi trường sinh. Chúng con khấn khoản Ngài xin Chúa vì lòng thương xót truyền cho tên của tôi cùng với Chúa Ba Ngôi,